Thực đơn tốt nhất cho người cao mỡ máu. Em năm nay 42 tuổi, mới đi khám tổng quát. Bác sĩ cho em biết em bị gan nhiễm mỡ, tỷ lệ cholesterol trong máu là 6,25 mmol/dL. Anh cho em hỏi có thực đơn nào dành cho những người cao mỡ máu như em hay không? Hiện tại bệnh gan nhiễm mỡ và cao mỡ máu chưa có một loại thuốc nào đặc trị hết máu nhiễm mỡ và gan nhiễm mỡ. Việc điều trị hai bệnh này chủ yếu dựa vào việc thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt, cũng không có một thực đơn nào cụ thể dành cho người cao mỡ máu cả. Việc lựa chọn các món ăn thực phẩm hàng ngày cho những người cao mỡ máu như bạn tùy thuộc vào tình hình bệnh lý, nhu cầu và sự phù hợp của thức ăn với cơ địa của từng người. Thực đơn tốt nhất cho người cao mỡ máu dựa trên sự cân bằng giữa các nhóm dinh dưỡng khi chúng ta đưa vào cơ thể, để làm sao đấy nó ổn định và giảm dần cái lượng cholesterol dư thừa trong máu trở về mức trung bình, sẽ giúp người bệnh chữa bệnh cao mỡ máu. Tuy nhiên, trong thực đơn sẽ gồm những thành phần chính như sau. Thứ nhất, đó là glucid. Glucid hay là đường, hay còn gọi là glucose đấy, là một thành phần chính và rất cần thiết cho sức khỏe của chúng ta. Nó có ở trong nhiều loại tinh bột, là loại thức ăn không thể thiếu trong thực đơn. Glucid nó giúp cung cấp năng lượng cho cơ bắp, cho cơ quan của chúng ta và cơ thể chúng ta hoạt động hàng ngày. Chúng ta cần ăn đủ nhu cầu của các loại tinh bột. Tuy nhiên, đối với những người cao mỡ máu, chúng ta nên chọn các loại tinh bột nó giàu chất xơ, ít đường, hàm lượng đường thấp đấy chị ạ. Ví dụ như gạo tẻ, gạo nứt, ngô, khoai lang, khoai tây. Hạn chế ăn các loại gạo nếp hoặc các loại bánh ngọt chế biến sẵn từ gạo nếp, vì nó giàu năng lượng, nhiều đường, khó tiêu hóa và dễ gây tích tụ mỡ ở trong gan cũng như trong máu của chúng ta. Tăng cường ăn các loại hạt ngũ cốc, còn nguyên vỏ lụa, nguyên cám. Nó rất giàu chất xơ hòa tan và ít calo. Đồng thời trong hạt ngũ cốc còn chứa nhiều tinh dầu thực vật tốt cho tim mạch và huyết áp. Chúng ta cần hạn chế ăn những loại tinh bột nó chế biến sẵn như bánh ngọt, bánh quy, bánh kem, các loại bánh nếp. Nhiều đường sẽ gây dư thừa năng lượng và tích tụ mỡ nhiều hơn trong máu và trong gan của chúng ta. Cái thành phần thứ hai ở trong thực đơn của chúng ta cũng không thể thiếu, đó chính là protein. Protein cũng là một trong những thành phần không thể thiếu trong mọi bữa ăn của người cao mỡ máu. Protein có ở cả trong thịt, trứng, cá và sữa. Protein nó có chức năng phục hồi, phát triển các cơ bắp của chúng ta. Tuy nhiên, đối với những người mỡ máu cao, chúng ta nên chọn các loại thực phẩm cung cấp protein tốt cho sức khỏe. Trong trường hợp đối với thịt thì chúng ta hạn chế các loại thịt đỏ và các loại thịt chế biến sẵn. Chúng ta sẽ chuyển qua tăng cường ăn các loại thịt trắng. Như chúng ta đã biết, mặc dù thịt đỏ là loại thịt nạc không thấy mỡ, ví dụ như thịt trâu, thịt bò, thịt dê, thịt cừu, thịt đợn đấy. Nhưng mà trong cái thành phần nạc của nó, khi chúng ta nấu lên thì chúng ta vẫn thấy một lượng mỡ hòa tan trong nó dài. Khi chúng ta xào đi thịt bò xong rồi, các anh chị để trong ngăn mát tủ lạnh hoặc để trong một thời gian ở môi trường mỡ qua đêm chẳng hạn, sẽ thấy có những cái vắng mỡ nó nổi lên ở trên miếng thịt, bám vào đĩa của chúng ta và kể cả bám vào những cụ da như rau cần hay hành tỏi chúng ta nấu đấy. Vì vậy là trong thịt đỏ vẫn có chứa rất nhiều cholesterol bão hòa LDL không tốt. Tuy nhiên, đây là cái nguồn cung cấp sắt tái tạo máu, cho nên chúng ta không thể bỏ hẳn mà chỉ nên hạn chế. Mỗi tuần chúng ta chỉ nên ăn từ 1 đến 2 bữa và xen kẽ với các loại protein khác. Chúng ta nên tăng cường ăn các loại thịt trắng như các loại thịt gia cầm, gà, ngan, vịt, ngỗng có ít thành phần cholesterol LDL hơn. Tuy nhiên, khi ăn các loại thịt gia cầm này, chúng ta nên bỏ hết da, vì trong da cũng chứa rất nhiều thành phần mỡ xấu, chất béo đấy. Thứ hai, đối với trứng thì chúng ta nên tăng cường ăn phần lòng trắng và giảm cái phần lòng đỏ của trứng đi. Trong trứng gà, trứng vịt, trứng ngan, phần lòng đỏ có hàm lượng protein cao, hòa tan nhưng lại chứa nhiều chất béo. Vì vậy, chúng ta nên ăn lòng trắng nhiều hơn, nó vừa giúp giảm năng lượng,
vừa dễ tiêu thụ và dễ tiêu hóa. Một tuần chúng ta cũng nên ăn từ 1 đến 20 trứng xen kẽ với các thực phẩm khác. Một loại protein đến từ cá, nhất là các loại cá béo có nguồn gốc từ biển như cá trích, cá ngừ, cá thu. Nó giàu omega 3, một loại tinh dầu tốt cho tim mạch, bổ sung các loại cholesterol tốt như HDL. Nó giúp giảm và chống xơ vữa động mạch, bảo vệ thành mạch của chúng ta rất là tốt. Chúng ta nên tăng ăn lên từ 3 cho đến 4 bữa cá một tuần. Thế chứ không phải cái phần mà có bữa thịt đỏ chúng ta giảm bớt đấy. Tuy nhiên lưu ý đối với các loại cá là chúng ta hạn chế chiên rán, vì nó sẽ làm tăng cái lượng cholesterol bão hòa và làm mất công dụng của omega 3 có ở trong mỡ cá. Đối với loại protein đến từ sữa thì chúng ta biết rằng là sữa nó cung cấp cái lượng protein hòa tan dễ hấp thu. Tuy nhiên trong sữa cũng có rất nhiều thành phần cholesterol không tốt, ví dụ như trong sữa bò thì có nhiều mỡ bò đấy anh chị ạ. Điều này không cần thiết và theo dược sĩ luận cũng không phù hợp. Theo nguyên lý dân gian của chúng ta cũng hay nói là ăn gì thì bổ nấy. Sữa bò dùng để nuôi con bê, tức là con bò con đấy. Sữa bò phù hợp với con bò, có thể nhiều trường hợp đấy không phù hợp với con người. Chúng ta vẫn nói đùa là nó chỉ tao ngu như mà vẫn còn uống sữa của ta. Nói vui vậy chứ chúng ta vẫn nên ăn và bổ sung một chút sữa, nhưng mà nó ở dạng sữa chua nên men, vì trong sữa chua này có rất nhiều cái lợi khuẩn, nó hỗ trợ và tốt cho tiêu hóa đường ruột của chúng ta. Phần thứ ba không thể thiếu trong cái bữa ăn của chúng ta đó chính là lipid, hay còn gọi là dầu mỡ đấy. Có dư luận cho rằng là cao mỡ máu, những người cao mỡ máu thì phải ăn kiêng cái ăn mỡ và các loại dầu ăn vì nó chứa nhiều lipid. Nó như vậy là phiến diện, nó cũng chưa đúng lắm. Bởi vì lipid là thành phần chính cấu tạo nên tế bào, tạo ra màng tế bào. Lipid nó cần cho quá trình chuyển hóa ở trong ruột của chúng ta, đồng thời nó tạo ra các dịch mật, các loại hormone, các kháng thể cần thiết giúp chúng ta phòng chống bệnh tật. Lipid nó còn tham gia vào quá trình tổng hợp canxi, giúp xương của chúng ta chắc khỏe hơn. Lipid nó có nhiều ở trong mỡ động vật và dầu ăn thực vật. Tuy nhiên ở trong mỡ động vật thì nó có nhiều thành phần LDL và triglyceride, là cái nhóm cholesterol nặng dễ nắm đọng xuống thành mạch, gây viêm xơ vữa thành mạch và nó dễ làm tắc nghẽn mạch máu, làm cho dễ gây đột quỵ tim và tai biến mạch máu não. Vì vậy chúng ta nên hạn chế ăn các loại mỡ như thế này. Thay vào đó chúng ta nên tăng cường ăn các loại dầu ăn nó có nguồn gốc từ thực vật như dầu vừng hay còn gọi là mè đấy, dầu lạc, đậu phộng, dầu nành, dầu ô liu, có nhiều cái thành phần polyphenol và các cholesterol HDL nó tốt cho sức khỏe tim mạch. Lưu ý là chúng ta nên ăn sống trực tiếp các loại dầu ăn này qua các món trộn salad hay các món gỏi, hạn chế dùng để chiên rán vì khi ở nhiệt độ cao dầu ăn sẽ biến chất chuyển thành các cholesterol bão hòa, sẽ làm tăng nguy cơ mỡ máu và gây ung thư. Có một số cô bác anh chị đã từng bị đột quỵ, tai biến mạch máu não thì mới được người ta khuyên rằng là ăn gì bổ nấy, mới đi ăn nhiều ốc heo để cho bổ não. Thì mặc dù là trong ốc heo nó có chứa nhiều dinh dưỡng, tuy nhiên nó cũng có chứa nhiều chất béo bão hòa gây ra tăng mỡ máu. Chúng ta không nên ăn các loại nội tạng như nòng heo, nòng bò, nòng dê, đặc biệt là nòng ốc, nó có chứa nhiều cái mỡ xấu không tốt cho sức khỏe. Wow. Nếu mà có nỡ cho dại thèm rồi chúng ta cũng ăn ví dụ như nòng heo ăn 1-2 miếng thôi, hay là ốc heo chúng ta ăn 1-2 thìa cho nó vui thôi, ăn cho gọi là có vị thôi. Trong trường hợp đối với những người mà ăn kiêng hoặc là không ăn được những thực phẩm trên, chúng ta có thể dùng thêm các viên dầu cá, uống thêm các viên dầu cá chứa vitamin D và omega 3. Thì trong cơ thể chúng ta nó cần 3 loại dầu omega 3, 6, 9, thì riêng cái omega 3 là chúng ta không tự tổng hợp được, phải ăn uống bổ sung từ bên ngoài. Còn cái loại omega 6 và omega 9 thì chúng ta có thể tự tổng hợp được. Loại thực phẩm thứ tư nên bổ sung vào trong cái thực đơn của chúng ta đó chính là các loại dinh dưỡng thuộc nhóm vitamin, khoáng chất. Thì thông qua các món tráng miệng bằng trái cây sẽ giúp bổ sung chất xơ hòa tan các vitamin khoáng chất tốt cho sức khỏe như vitamin A, các loại vitamin nhóm B, C, K, kali, mangan, kẽm, giúp tăng đề kháng và giúp hỗ trợ cải thiện cái quá trình hạ mỡ máu rất là tốt. Nhưng mà lưu ý, có một lưu ý nhỏ là đối với những người mà mỡ máu và huyết áp cao
thì chúng ta hạn chế ăn các loại trái cây nóng và có độ ngọt cao như sầu riêng, hồng, giấy hoặc là mít. Nó có chứa nhiều đường, giàu năng lượng và dễ làm tăng mỡ máu, tăng huyết áp, và nhiều trường hợp những người ăn sầu riêng có thể gây ra tăng sông đấy. Nên ăn các loại cây có tính mát, thanh nhiệt như các loại quả của họ có múi như cam, quýt, chanh, bưởi, một số trái táo, trái chuối, bơ thì nó có chứa nhiều vitamin E, omega 3 cũng rất là tốt. Chúng ta không nên ép mà nên ăn trực tiếp để tận dụng hết các chất xơ và tạ ở trong các loại trái cây này để tốt cho tiêu hóa và giúp đào thải mỡ. Loại dinh dưỡng thứ 5 ở trong thực đơn đó không thể thiếu, đó chính là các loại chất xơ từ các loại rau xanh. Các cụ ta thường nói là cơm không rau thì cũng như là đau không có thuốc ấy. Rau xanh là một loại thực phẩm không thể thiếu ở trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Đối với những người cao mỡ máu thì việc bổ sung rau xanh này rất là cần thiết hơn nữa. Ngoài cung cấp các loại vitamin A, các khoáng chất tốt cho sức khỏe, rau xanh còn cung cấp các loại chất xơ hòa tan giúp hỗ trợ tiêu hóa và đào thải mỡ ra ngoài. Các loại rau xanh có màu đậm, đặc biệt là màu xanh đậm như rau cải, cải xanh, cải mầm, cải bó xôi, súp lơ, su hào, bắp sú, cần tây và cả ngò hành nữa. Nó đều là những thức ăn rất tốt, phù hợp cho những người cao mỡ máu. Chúng ta nên luôn phiên thay đổi chế biến các món ăn này kèm với các loại thịt cá ở trên cho nó dễ ăn và chúng để cải thiện khẩu vị của chúng ta đấy. Một cái thực phẩm rất quan trọng nữa là gia vị. Trong các món ăn của người Việt Nam chúng ta không thể thiếu các loại gia vị như hành, tiêu, tỏi, gừng, ớt. Các gia vị này nó vừa có tăng tính hấp dẫn, tăng khẩu vị và kích thích cái vị giác. Ngoài ra nó còn giúp tăng cường sức đề kháng, giảm mỡ máu và giúp chống oxy hóa rất là tốt. Tuy nhiên chúng ta nên hạn chế ăn muối bằng cách là hạn chế sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn, có tẩm ướp các loại gia vị như là các loại hạt rang muối, hạt điều rang muối, vân vân. Nên ăn đủ muối ở mức dưới 5 gram muối mỗi ngày đối với một người trưởng thành. Tùy theo trọng lượng cơ thể và tùy theo lứa tuổi, các em bé có thể chúng ta sẽ giảm nhiều lượng xuống bằng nửa người lớn. Một điều rất quan trọng thứ 7 đó là những lưu ý trong thực đơn của người cao mỡ máu. Đối với những người có thể trạng yếu, những người huyết áp thấp, chúng ta nên hạn chế ăn những thức ăn nó có tính hàn, lạnh, lợi tiểu vì nó dễ gây tụt huyết áp, ví dụ như ớt đắng, bí xanh, giá đỗ. Đặc biệt là hạn chế ăn ớt vì trong ớt, vì cay nóng của ớt nó gây ra xuất mồ hôi. Theo đông y thì trong trái ớt nó có cái khí xuất, nó làm xuất mồ hôi, gây mất nước, suy giảm tân dịch và dễ gây tụt huyết áp. Đối với những người huyết áp cao thì chúng ta nên hạn chế ăn các loại thức ăn nóng dễ gây tăng huyết áp như các loại trái cây nóng, sầu riêng, chôm chôm, nhãn. Nó dễ gây tăng huyết áp và tăng sông. Nên ăn các loại trái cây nó mát, lành tính như cam, chanh, bưởi bòng, thanh long, nó giúp mát, thanh nhiệt và điều hòa cơ thể. Những người mỡ máu cao có thể dùng thêm các loại thảo dược hỗ trợ thanh nhiệt, mát gan, giải độc, thải độc mỡ. Đó là các loại lá cây có sẵn ở trong vườn của chúng ta, xung quanh vườn, xung quanh chỗ môi trường chúng ta sinh sống đấy, có rất nhiều như là trà xanh, lá vối, lá mật gấu, cây diệp hạ châu, các loại táo ta, táo mèo, táo chua với chị ạ, rất là tốt cho những người mỡ máu đấy. Hạn chế sử dụng các chất kích thích như bia, rượu, cà phê, thuốc lá, các loại nước ngọt pha chế nhiều đường. Mặc dù là thuốc lá nó không trực tiếp làm tăng mỡ máu nhưng nó lại gián tiếp làm tổn thương đến thành mạch, làm tăng nguy cơ tích tụ cholesterol LDL, tạo ra các mảng xơ vữa và làm tăng mỡ máu, tăng nguy cơ đột quỵ. Chúng ta nên có một chế độ sinh hoạt hợp lý, thường xuyên vận động, thể dục thể thao giúp cơ thể đào thải độc tố, tiêu hao nước mỡ và nâng cao sức đề kháng sức khỏe của chúng ta. Trên đây là những thành phần chính có trong thực đơn của một người cao mỡ máu. Tùy vào tình trạng bệnh, tùy từng giai đoạn, tùy từng cơ địa và sức khỏe của mỗi người mà chúng ta sẽ lựa chọn cho mình những loại phù hợp, những loại thực phẩm phù hợp để cân bằng, cân đối dinh dưỡng, tạo ra một thực đơn tốt nhất và hiệu quả nhất trong việc chữa bệnh cao mỡ máu. Hãy tăng cường các loại thực phẩm tốt có tác dụng đào thải mỡ xấu và hạn chế các thực phẩm nó không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Tăng cường ăn các loại cholesterol tốt cho sức khỏe tim mạch, các loại hạt ngũ cốc, các loại mà nó bổ sung omega 3 đấy. Chúc anh chị xây dựng được cho mình một thực đơn hoàn hảo tốt nhất cho bệnh cao mỡ máu của mình. Hy vọng rằng những chia sẻ trên của dược sĩ Luận sẽ làm thỏa mãn cái
thắc mắc của các anh chị. Nếu các anh chị có thắc mắc hay những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề thực phẩm dành cho người cao mỡ máu thì hãy để lại phần comment bên dưới, rồi sư Vân sẽ tham khảo và sẽ trả lời các anh chị bằng những video sớm nhất. Chúc các anh chị thành công với việc liên kết thực đơn dành cho người mỡ máu chữa bệnh cao mỡ máu của mình, có một sức khỏe thật là khỏe để chúng ta có một cuộc sống an nhiên, vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.